Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Tiêu dùng 24/7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong những năm gần đây thì xu hướng lựa chọn đặt may trang phục bảo hộ lao động trong nước đang ngày càng phát triển, đặc biệt khi các khu công nghiệp, các nhà máy mọc lên ồ ạt, kéo theo nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Tuy nhiên, việc lựa chọn một đơn vị cung cấp trang phục bảo hộ lao động đáp ứng đầy đủ các tiêu chí an toàn, chất liệu thoải mái, kiểu dáng đa dạng thì không phải là điều đơn giản với các công ty, doanh nghiệp. Và để giúp cho người tiêu dùng có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn, thì chương trình Tiêu dùng 24/7 ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay chị Đỗ Thị Hường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu và Thương mại Thái Tuấn. Đây là một trong những đơn vị chuyên cung cấp cho thị trường những sản phẩm đồng phục, đồ bảo hộ với chất lượng cao và được nhiều người tiêu dùng tín nhiệm trong thời gian qua. Xin chào chị Hường. Thưa chị Hường, ở Việt Nam thì đã có những quy định bắt buộc sử dụng trang thiết bị lao động từ những năm 1940. Vậy xin chị có thể cho biết về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc sử dụng những trang thiết bị bảo hộ lao động này? Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sử dụng quần áo và trang thiết bị bảo hộ lao động giúp con người ta tránh được những cái yếu tố khắc nghiệt của thời tiết. Ngoài ra, trang thiết bị bảo hộ lao động, quần áo và trang thiết bị bảo hộ lao động giúp con người ta tránh được những yếu tố của môi trường làm việc, các hóa chất độc hại. Chưa kể đến việc mặc trang quần áo và trang thiết bị bảo hộ lao động giúp con người ta tránh được những cái về cái hệ thống dẫn điện, tránh bỏng và tránh bị điện giật trong quá trình lao động. Xin cảm ơn chị. Được biết là công ty thành lập được đến thời điểm này là khoảng 20 năm. Vậy thì trong quá trình hình thành và phát triển thì với lĩnh vực sản xuất các trang thiết bị bảo hộ lao động thì công ty mình có những thuận lợi hay là gặp phải những khó khăn gì ạ? Trước tiên là những cái khó khăn mà doanh nghiệp phải gặp phải là chúng tôi rất là khó khăn về tiếp cận được các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn, các cái tập đoàn. Đấy, ngoài ra là về cái nguyên vật liệu của ngành may là chúng tôi vẫn phụ thuộc vào các cái đầu mối hàng, các cái nhà máy sản xuất về nguyên phụ liệu, giá thành còn rất là cao nên tạo thành cái giá cả của cái sản phẩm nên là cao, nên tạo thành cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chúng tôi là cũng còn hạn chế. Đấy, bên cạnh những cái khó khăn thì chúng tôi cũng có rất là nhiều cái thuận lợi về cái đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty chúng tôi thì rất lành nghề. Đấy, và gắn bó với lâu dài, tức là ổn định về nguồn nhân sự, không bị thay đổi nhiều trong các cái hoàn cảnh. Công ty chúng tôi cũng thành lập được lâu rồi nên cái khả năng về, tức là cái thương hiệu của công ty chúng tôi trong cái ngành bảo hộ lao động trong nước và ngoài nước thì cũng rất là có thương hiệu và uy tín. Vì vậy là nhắc đến Thái Tuấn của chúng tôi, công ty may Thái Tuấn, thì chúng tôi cũng rất là tự hào là chúng tôi đã ký được rất nhiều các tập đoàn lớn như tập đoàn Sumi, GE và nhà máy sản xuất ô tô VinFast của tập đoàn Vingroup. Vì vậy mà khi nhắc đến Thái Tuấn và nhìn đến năng lực của bên tôi thì khách hàng cũng rất là yên tâm để cộng tác gắn bó. Đặc thù với ngành nghề của mình là sản xuất trang thiết bị lao động và với rất nhiều những yếu tố về những trang thiết bị đó, ví dụ mỗi ngành nghề thì lại có một yêu cầu khác nhau. Vậy thì những cái tiêu chí để mình có thể đưa ra được những sản phẩm chất lượng đáp ứng được yêu cầu bảo hộ đối với những ngành nghề là gì ạ? Trước tiên, cái khâu đầu tiên của chúng tôi là cái khâu đầu tiên là chọn nguyên vật liệu để sản xuất ra cái sản phẩm đấy là đảm bảo chất lượng phải tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Và khi đến tay người tiêu dùng là sản phẩm mới đảm bảo 100% là về nguyên vật liệu và các lỗi trong quá trình sản xuất là hầu như bên chúng tôi là không có. Cụ thể hơn về mặt chuyên môn ạ, vậy thì hiện nay những chất liệu nào hay là kiểu dáng nào về trang phục bảo hộ đang được những doanh nghiệp yêu cầu nhiều ạ? Kiểu dáng bảo hộ lao động, bây giờ các doanh nghiệp mà người ta yêu cầu nhiều hầu như là những cái vải, những cái quần áo rất là gọn gàng, sản xuất lao động, tức là cái các cái kiểu dáng gọn gàng nhất để gọn gàng trong quá trình lao động, không ảnh hưởng đến trong quá trình sản xuất. Ngoài ra các cái quần áo mà các cái nguyên vật liệu để may ra một cái trang phục bảo hộ lao động đấy đến thời điểm hiện tại bây giờ thì các doanh nghiệp rất là chú trọng về cái chất lượng sản phẩm, về nguyên liệu vải, nhập nguyên vật liệu vải, chỉ, cúc là đều các cái khách hàng mà các cái đối tác lớn ở nước ngoài là người ta yêu cầu rất chất lượng, rất là nghiêm khắc, nghiêm ngặt
chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng. Đấy, và trong các cái thành phần của vải đấy là có những cái chất tĩnh điện. Đấy, những cái doanh nghiệp như là sản xuất về các cái linh kiện điện tử là người ta phải yêu cầu là phải có những chất để tránh điện trong quá trình sản xuất để đảm bảo được cái sức khỏe cho người lao động. Như doanh nghiệp GE của Mỹ đấy mà đã ký hợp đồng với bên Thái Tuấn thì người ta yêu cầu chất liệu là 100% cốt tâm vải băng zin Hàn Quốc, để trong quá trình sản xuất nó không cái chất liệu cốt tâm ấy người ta thấm được mồ hôi không bị chảy ra trong quá trình làm việc, đến đâu thấm vào quần áo đến đấy, để mà đảm bảo được cái sức khỏe cũng như là cái an toàn trong quá trình sản xuất. Như tập đoàn của VinFast thì lại yêu là sản xuất các cái hệ thống quần áo, tức là quần áo của nhà máy VinFast là bên tập đoàn yêu cầu là hoàn toàn là vải băng zin của Hàn Quốc hết để tránh bạc màu, và khi mà sản xuất lắp ráp hệ thống xe máy là không được một cái sợi trên quần áo dính vào các cái màu sơn của linh kiện ô tô. Trên thực tế thì nhu cầu mua sắm các trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động của các doanh nghiệp thì ngày càng tăng. Chính vì thế mà trên thị trường cũng có rất nhiều những công ty cung cấp những sản phẩm này. Vậy thì cái lợi thế cạnh tranh của mình để mình có thể tồn tại, phát triển trong vòng 20 năm qua đó là gì ạ? Hiện bây giờ thì rất nhiều các công ty bảo hộ lao động tại Việt Nam, đấy, rất là nhiều các công ty lớn nhỏ. Chúng tôi thì cũng không ngoại lệ trong cái trường đua cạnh tranh về các cái đối tác khách hàng. Nhưng bên cạnh những cái cạnh tranh đấy thì chúng tôi cũng có những cái lợi thế mà các đối tác khác không có được. Thứ nhất là chúng tôi có một cái nguồn nhân lực, đấy, và đội ngũ nhân viên, cán bộ công nhân viên lành nghề, đấy, tạo những cái sản phẩm rất là đẹp, đảm bảo rất là khi mà khách hàng sử dụng sản phẩm của Thái Tuấn của chúng tôi rất là yên tâm về cái từ chất lượng khâu đầu vào đến cái hàng khi mà hoàn thành sản phẩm rất là đẹp để đã làm cho khách hàng rất là hài lòng. Còn chúng tôi là trực tiếp sản xuất ra những cái sản phẩm đấy, chứ không phải những như công ty bảo hộ khác là người ta chỉ ký hợp đồng xong người ta mang đi để người ta gia công ở những cái xưởng nhỏ đấy. Thì bên tôi thì không có, bên Thái Tuấn chúng tôi thì là trực tiếp từ khâu nguyên vật liệu đầu vào, sản xuất công trình, tức là quá trình sản xuất là khép kín tại nhà máy của công ty may Thái Tuấn luôn. Khi khách hàng có yêu cầu về may đồng phục cho công ty đấy, thì chúng tôi sẽ cử kỹ thuật đến để tư vấn cho khách hàng làm sao mà ra được cái mẫu mã kiểu dáng để khách hàng ưng ý nhất và phù hợp với môi trường làm việc của doanh nghiệp nhất. Bởi vì cái quần áo bảo hộ này ngoài bảo vệ con người trong quá trình sản xuất, nó cũng còn là thương hiệu của mỗi doanh nghiệp. Chính xác. Mỗi doanh nghiệp là có một cái mẫu mã riêng đấy, không có doanh nghiệp nào đụng mẫu mã với doanh nghiệp đấy. Đấy là nguyên tắc của bên tôi thiết kế. Xin cảm ơn chị. Thưa quý vị, tùy từng tiêu chuẩn khác nhau mà đồ bảo hộ từ chất liệu cho đến thiết kế cũng khác nhau để có thể đáp ứng được nhu cầu của mỗi ngành nghề. Mục đích chính là để trang bị cho người lao động hạn chế mức thấp nhất các nguy hiểm, tác nhân và rủi ro từ bên ngoài môi trường. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và thương mại Thái Tuấn với những sản phẩm hữu ích thì xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Trong những năm gần đây, xu hướng lựa chọn đặt may đồng phục, quần áo bảo hộ lao động trong nước đang ngày càng phát triển và nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng về sản phẩm trong nước. Mặt khác, việc sử dụng đồng phục, quần áo bảo hộ do các doanh nghiệp dệt may trong nước sản xuất sẽ là việc làm thiết thực trong cuộc hưởng ứng vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thì chúng tôi rất quan tâm đến đơn vị may đồng phục cho cán bộ nhân viên. Đơn vị nào được lựa chọn là chúng tôi phải đạt các tiêu chí như về chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Khi mà sử dụng và cảm thấy thoải mái, dễ chịu và an toàn, đồng thời nhận diện được chính mình. Bên cạnh đó, cái mức chi phí cạnh tranh cũng là vấn đề đơn vị chúng tôi quan tâm. Nhằm đáp ứng được những yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, kiểu dáng của các sản phẩm đồng phục và thiết bị bảo hộ lao động, công ty may Thái Tuấn đã không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Hiện nay, Thái Tuấn cung cấp đồng phục công sở và bảo hộ lao động chuyên nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như nhà hàng, khách sạn, trường học, y tế, văn phòng, công sở cho các công ty. Đồng phục bảo hộ lao động thuộc các ngành cơ khí, xây dựng,
sản xuất công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng. Tôi đặt may đồng phục tại công ty Tuấn và rất đồng ý về chất lượng sản phẩm cũng như thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên tại đây. Tất cả trang phục đều được đo theo số đo của từng người, từng đường kim mũi chỉ đều rất chắc chắn. Hơn nữa, thiết kế của Thái Tuấn đẹp mắt với nhiều mẫu mã đa dạng. Chính vì thế mà công ty chúng tôi đồng hành cùng Thái Tuấn suốt 5 năm qua. Khi sử dụng trang phục bảo hộ của Thái Tuấn, tôi đánh giá cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty. Do sản phẩm có chất lượng tốt, độ bền cao, từ đó công nhân có thể thoải mái trong làm việc, năng suất tăng lên rõ rệt. Công ty Thái Tuấn là một trong những công ty có uy tín trong ngành bảo hộ lao động, do đó chúng tôi đã lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của công ty Thái Tuấn làm đối tác lâu dài của công ty chúng tôi. Với mục tiêu lấy uy tín của nhà cung cấp, chất lượng và hiệu quả sử dụng của sản phẩm, Thái Tuấn là một trong những đơn vị mang đến cho khách hàng các sản phẩm may mặc chất lượng hoàn hảo, độ bền cao, bắt mắt cùng với những tiện ích khi sử dụng và làm việc. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng để giảm thiểu được các vụ tai nạn, tất cả mọi người đều cần phải trang bị thêm cho mình những kiến thức về tai nạn lao động, công dụng của đồ bảo hộ lao động. Vì thế, các công ty về bảo hộ lao động sẽ luôn phải nghiên cứu, lựa chọn để đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng ngày càng cao để đáp ứng mọi nhu cầu cũng như thị hiếu của khách hàng. Đến đây thì cũng xin cảm ơn những lời chia sẻ của chị Hường và cũng chúc cho chị và công ty sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, đưa ra thị trường những mẫu mã mà vừa có tính thiết thực này, vừa tiện dụng mà lại còn vừa hợp thời trang. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.